Chào các bạn, hôm nay là cuối tuần và có mấy đứa team ướp qua nhà mình chơi. Và bây giờ chắc là mình sẽ ra đó kiếm trò gì đó trêu mấy đứa team ướp. Ôi má, dạo này em nghèo khổ quá hả? Sao vậy? Áo của em nó sứt, nó rách hết rồi. Áo em rách eo, quần em có mà và mình vá. Chân không già gì đó. Chân không già. Đâu, hôm nay mua gì ăn? Em mua gà gì kìa, coi làm gì đó ăn đi. Ơi mà không có làm đồ chiên, đang ho. Vậy làm gì? Gà kho xả ớt. Cũng được, ăn cơm gì cũng được. Nếu mà chiên á, thì chiên làm sao mà không có dầu? Mày bị điên à, chiên mà không có dầu. Cái gì mà chiên không có dầu nó sẽ bị khét mà. Chiên mà không có dầu tức là nướng rồi bạn. Ủa vậy hả? Đúng không? Được rồi, bây giờ nè, nướng thì nó sẽ không được giòn. Nhưng mà nó sẽ không dầu. Còn nếu mà chiên giòn là phải có dầu. Giờ bé em muốn ăn một loại mà vừa giòn mà không có dầu. Được, khó ha. Thì cái quan trọng của mình là bây giờ mình cần một cái mà có thể giòn. Có thể chiên giòn được mà không phải dầu. Để ăn không bị mập. Ok. Anh có chảo đó không? Có. Trời ơi, anh coi trên mạng anh thấy hết rồi. Anh biết cái đó. Thấy gì? Biết cái loại sản phẩm mà chiên mà không cần dầu á. Nhưng mà bình thường là phải có một cái lớp dầu ở dưới chứ. Có cái nào mà không có dầu luôn không? Có, không cần luôn. Nếu anh làm được thì sẽ làm sao nè? Thiệt. Anh làm được. Anh đẩy anh Bảo xuống biển. Bậy, má nhà mình đâu có biển đâu. Đẩy anh Bảo xuống hồ bơi. Hồ bơi dưới vậy? Chung cư mình có hồ bơi á. Bây giờ là gần 7 giờ. Tí 12 giờ đêm em nhảy xuống. Chiên mà khét mà ăn không được là không tính nha. Chiên khét anh nhảy xuống hồ bơi. Ok, okay. À, nghe hợp lý đó. Nếu mà anh làm không được á là em Johnny Bảo với lại Bu nhảy xuống hồ bơi cho anh coi. Ok, hợp lý đó. 12 giờ đêm nhảy. Được. 12 giờ đêm. Ngu mục. Đâu nhất thiết là phải 12 giờ đêm đâu. Đúng. 8 giờ tối cũng được, sẵn đi tắm luôn. Anh nghĩ là giờ anh mua cái chảo này chắc cũng là 12 giờ đêm. Bây giờ 7 giờ rồi, làm đồ ăn cũng lâu lắm á. Bây giờ anh sẽ đi ra siêu thị điện máy để mua cái nồi chiên không dầu đó. Còn trong lúc này á thì mấy đứa đi mua đồ ăn đi rồi. Để tí về anh chiên anh test thử coi. Đồ ăn giống có kìa. Có không? Gà em giống kìa. Mua nhiều bạn, tí mình test thử nhiều. Ok. Ok, mấy đứa lo phần đồ ăn nha. Rồi. Tự đi mua đi. Okay. Còn giờ đi thôi các bạn ơi. Đi. Các bạn ơi, trời mưa quá, trời mưa luôn. Giờ này đóng cửa chưa ta? Chưa, sớm mà. Ủa cái này là cảm ứng mà. Không, cơ. Này là bản, cái này là hướng dẫn của nó. Cái này là thời gian, nó nhiệt độ nè. Đó, khi mà chín thì nó nhiệt độ không. Các bạn ơi, mình đã về tới nhà rồi và sau một hồi mình được nhân viên tư vấn thì ảnh đã kêu mình mua cái máy của hãng Sinh World là khu vui chơi ở ngoài Đà Nẵng đúng không? Còn cái này là Sinh House, tại vì mình nghe nói là Sinh House, một hãng của Việt Nam thì cũng ok lắm. Với lại giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Cái máy này mình mua chỉ có giá là 1.290.000. Ủa nhà gì tối thui giống như cái động nha mấy ba. Tụi em mua gần 1.000.000 đồ ăn. 1.000.000 tiền đồ ăn. Ừ. Mấy đứa mua gì ghê vậy? Ủa gì kỳ vậy? Anh kêu mua thịt mà. Gà teriyaki. Có quảng cáo không? Dạ không. Mua mấy này sao mà chiên bản? Thì đâu cần chiên đâu, giòn sẵn luôn. Ủa anh mua nồi cơm điện gì vậy? Nhìn kỹ coi nó là gì? Sinh hao là nhà của bà này. Nhà của Sinh đi. Đây là nồi chiên không dầu. Đây. Ok, để mở inbox luôn nha. Khui ra nha. Khui ra. Wow, nói mấy bà cà phê. Nó là cái máy cà phê. Cái ly thì to nha. Wow. Cái ly to bự vậy thôi. Ok, giờ chúng ta sẽ review. Ở đây có nhiều chế độ khác nhau. Đây là cái này á là dặn bao nhiêu thời gian nè. Ừ. Maximum là 30 phút. À, vậy là cái này là hướng dẫn mình để nấu cái gì thôi đúng không? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ thí dụ mà bây giờ em mua kiểu vừa tôm vừa gà vừa cá thì bây giờ em gộp ba cái đống này lại chiên à? Chiên từng cái bạn. Mày thấy bây giờ có chiên bao giờ mà chiên chung gì không, đúng không? Ừ. Chỉ có chiên chung là cá chiên chiên thôi. Ok rồi, bây giờ có cái nồi rồi. Anh mới nảy ra một ý tưởng mua cá chiên chiên về chiên không biết làm sao ha. Anh yên tâm đi, tụi em đã mua rồi. Đu. Nhưng mà không có cá viên. Chứ gì? Bò viên. Ok cũng được đi. Ok bây giờ mình đem lại mình review mình chiên thử đi. Bây giờ bạn. Bây giờ em sẽ dẫn anh qua cái khu vực mà đồ ăn tụi em vừa mua nha. Em mua hai bịch ba rồi. Rồi không có chiên. Rồi tụi em mua thêm chả giò nè. Tụi em muốn thử coi chả giò mà chiên trong này nó có được giòn hay không. À. Cánh gà. Đùi gà. Với lại hai phần bò út của Bu. Đu. Wow. Bu giáo phụ Bu. Cái bò út này không biết nhưng mà ba rồi nè. Tụi em có mua thêm cái sốt mà để
ướp cái này nữa. Ok. Các bạn ơi thì đây là phần gà mà... Ủa? Ê. Sao các anh thấy thịt heo có màu xanh xanh vậy mọi người? À, heo lai xanh á. Kiểm định là... Là mỗi miếng thịt người ta sẽ đóng vô để kiểm định là cái này ăn được. À nhưng mà mọi người rửa làm sạch chưa? Rồi. Mình có thể lấy bàn chải chà. Không được. Nó là mực in vô mà. Anh xăm anh có bao giờ anh lấy bàn chải anh chà được không? Vậy là mình ăn thịt heo xăm mình. Ừ. Heo giang hồ. Heo giang hồ. Ok. Được. Các bạn ơi thì nãy giờ tụi mình đã chuẩn bị một số món để test với cái nồi chiên không dầu. Ở đây thì có 4 cái đùi gà, bò viên, khoai tây chiên, chả giò chiên. Các bạn ơi, có một cái fun fact là nhà mình thì Jenny rất là thích ăn khoai tây chiên. Cái này có hai lớp nha, lớp ở dưới á, là dầu nó sẽ chảy xuống giống như mỡ. Dầu mỡ. Đó, còn... tưởng đâu mà lò chiên không dầu mà có dầu là tao mệt á. Không, nhưng mà lúc mà anh mua thì anh tư vấn nói á là chúng ta nên quét một cái lớp đó dầu. Không, chỉ quét sơ thôi chứ không phải chiên nha. Mấy bạn nhớ ông chú nói gì không? Mình nói là không có một miếng dầu nào luôn mới tính nha. Okay, giờ mình chiên một cái không dầu đi. Muốn ngon á thì bây giờ mình lấy cái này nè, mình quét một cái lớp sơ dầu ở phần này. Nhưng mà nghĩ là thịt này chắc không cần nữa tại nó sẽ ra mỡ. Ok, vậy bây giờ mình không cần quét, mình test thử không cần quét đi. Ok, bỏ okay, vô. Bây giờ có gà, có heo nè, bỏ vô thử nha. Bỏ vừa vừa thôi bạn. Rồi, đóng nắp lại. Ở đây nó kêu là để 180 độ để trong vòng 20 phút. Mình để 180 độ C. Và trong vòng 20 phút. Nữa. Ủa, đằng sau nó sẽ có cái máy lọc gió, cái máy hút gió vậy nè. Ê, anh thấy nó giống như cái máy nướng quá ha. Em thắc mắc là nếu mà gọi nó là lò chiên có nghĩa là nó phải giòn, nó mới là chiên đúng không? Và mình phải chiên giống như là mình chiên bình thường thì nó mới gọi là chiên đúng không? Nãy anh chú nói có một câu nhỏ cười lắm. Lò chiên không dầu thì chắc chắn phải chiên khác như lò chiên thường rồi. Vậy là nó là cái món khác đâu phải là chiên đó đâu đúng không? Anh cũng không biết nữa. Cái này thì mình thấy review là sẽ giảm được 80% lượng mỡ và tốt cho sức khỏe. 1500W và dung tích là 3 lít. Nói chung là tí mấy cái phần mỡ đó, nó sẽ chạy xuống dưới. Hẹn các bạn vào 20 phút tiếp theo. Các bạn ơi, 20 phút trôi qua và bây giờ mình sẽ cùng nhau coi thành phẩm nha. Ủa, ngon á. Ngon bổ. Chúng ta có nên xay lại không? Anh cũng thấy người ta xay lại nướng thêm 5 phút á. Nhưng mà gà chín lắm nè, chín luôn cả hai mặt nè. Bây giờ mình bỏ vô thêm 5 phút nha mọi người. Rồi. Bây giờ tụi mình sẽ coi thành quả nha. Trời ơi, thôi mình ngon. Wow. Wow. Ây da. Để ăn cho hết đúng mỡ đi. Tao sẽ ăn. Mỡ anh nghĩ là nó gớt xuống dưới hết rồi. Vàng. Còn bây giờ chắc là mình sẽ coi thử coi ở dưới nó có bao nhiêu mỡ nó chảy ra nha các bạn. Wow, mình đã giảm được nhiều đó số mỡ đó mọi người. Nên nếu bình thường mình chiên bằng một cái chảo bình thường á là mình sẽ bị mình phải ăn cái đống nó vô nhiều người á. Đúng rồi. Phải có thêm dầu nữa. Wow. Dạ, bạn thấy là dầu mỡ rồi nó chảy xuống rất nhiều. Giờ mình sẽ thử đấy. Trời ơi. Trời ơi, chín chưa? Trời ơi. Chín chưa? Chín chưa bà? Trời ơi. Mỡ á, mà bình thường nếu mà mình chiên mà kiểu nó còn mềm á là nó chưa có ra bớt mỡ, rất là bị kiểu ngấy á, nhưng mà ăn cái này vô nó rất là giòn, ăn rất là ngon. Các bạn ơi thì đây là đợt chiên thứ hai thì bây giờ mình sẽ thử bỏ bò viên, khoai tây chiên và chả giò vô chiên thử rồi. Lúc này mình sẽ không quết dầu gì lên dung nha, mình chỉ bỏ vô mình chiên thôi. Để coi nó như thế nào nha các bạn. 200 độ C, 15 phút. 15 phút trôi qua. Ta da. Ôi, chị nói rồi, đợi nó luôn. Ê, gấp gà. Cái bò viên dị quá vậy. Ôi, như nó phồng lên đúng không? Ui, giòn. Từ từ nghe. Nuốt. Ui. Ui, khói kìa. Ui. Nó không vàng đều, nhưng mà nó giòn đều rồi. Anh nghĩ là nó phải lật, mình lật qua thì nó sẽ vàng đều. Khoai tây khô. Ủa, trời ơi, nó giòn rụm vậy luôn hả? Má ăn giống snack rồi. Đi em lấy nó ra. Đi con ăn xong rồi đi ra con, đi đây mẹ. Đây là cục bò viên để mình ăn thử nha bạn. Quá lợi.
Rồi cắn một cái. Nó giòn đúng không? Giòn hơn rất là nhiều so với bò viên mà chiên cá viên chiên á bạn. Vậy là cái nồi chiên không dầu này sẽ rất là thích hợp cho những bạn nào mà muốn ăn đồ chiên mà healthy và giòn thiệt là giòn. Các bạn ơi, trong lúc mà chiên thì bây giờ tụi mình mới xách thêm một cái vị nướng ra để coi vừa ăn đồ chiên vừa ăn vừa nướng. Cái này là cuối tuần rồi nên tụi mình chiêu vậy đó. Công nhận cái này bỏ thịt bò lên ra dầu nhiều ha. Mỡ ăn gấu nhìn em cơ má. Wow. Sao thích ăn chiên hơn nướng hơn? Không, tại thịt đó có loại thịt dễ dàng dùng để ăn nướng sẽ ngon hơn. Ví dụ như cái này ăn nướng ngon hơn ăn chiên. Bò thì làm nướng ngon hơn. Thịt heo thì chiên giòn ngon hơn. Mát giảm cân má. Dạ, giảm cân rồi đây, giảm cân rồi đây. Giảm cân là cân ít lại đúng không? Giảm cái lần cân lại là em sẽ không cân nữa. À. Em bỏ cân rất bỏ lâu. Bỏ cân luôn. Gà này là gà chiên nha các bạn. Gà chiên không dầu. Ui. Ui. Khói bóp gà. Nè, ui. Không bị mất nước lạ ha. Má khói nó bốc lên rồi. Tìm bốc rồi đó. Hơi cay nha. Ui. Nó mộng nước cực kỳ luôn. Nghiêm túc là nó rất mộng nước luôn. Anh thấy không? Thề ra là không diễn một miếng nào. Miếng thịt nó nước nè. Nó vẫn còn nước nè, nó không bị khô. Thường á là chiên nó sẽ bị khô nhưng mà cái này nó mộng nước luôn nè. Ừ. Đưa máy quay đây. Rồi cho cái feedback luôn. Cho cái feedback luôn. Em xạo em làm con chó luôn. Mềm. Ngon cực. Không, tại em bất ngờ á, tại sao mà kiểu chiên ở một cái môi trường mà không có dầu mỡ như vậy mà nó vẫn ẩm, nó giữ được độ ẩm, nó chỉ bớt được mỡ thôi. Cái phần nước ở bên đây. Ừ. Xuất sắc. Chỉ có 1.300.000 thôi. Đây là cái clip không phải quảng cáo nha. Bạn nào mà nghĩ là thích ăn đồ chiên, thích ăn giòn thì nên mua cái máy chiên không dầu để ăn thử nha các bạn. Ủa cái máy này 1 triệu mấy? 1.290.000. Ê rẻ quá giờ, em không nghĩ nó rẻ vậy. Các bạn ơi, mình coi cái phim này nhiều thiệt nhiều để mốt tương lai mình có thể học cái trình nấu ăn mình như thế này thượng thừa. Bởi vậy các bạn hãy like video clip này thiệt là nhiều ủng hộ mình nha. Các bạn ơi, thì đây là số dầu nãy giờ tụi mình đã chiên trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Một đống ở dưới đây nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đồ ăn nướng thịt đồ cái kiểu nó ra một đống dầu mỡ như thế này nè. Ở đây là dầu của thịt chứ không phải là... Không phải dầu mình bỏ vô nha. Đây là dầu của thịt mà chảy ra.